Mới đây, một đoạn video clip ghi lại cảnh các em học sinh cúi chào người làm nhiệm vụ bảo vệ trước khi vào trường được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút được nhiều sự quan tâm. Người đăng đoạn video clip là chị Nguyễn Phước An Nguyên sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Uyên cho biết đã ghi lại cảnh này vào sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 9 khi đưa con đi học. Chị có một con gái đang học lớp 12 và con trai học lớp 10 tại trường. Theo chị Uyên, chị thường xuyên chứng kiến cảnh này khi đưa các con đi học. Khi thấy bác bảo vệ đứng ở cổng, hầu hết các em học sinh đều cúi chào. Chứng kiến hành động đáng khen vì phụ huynh này cảm thấy rất hài lòng. Trong phần bình luận, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho học sinh của trường trung học chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng việc làm này tuy nhỏ nhưng lại khá hiếm đối với nhiều em học sinh hiện nay và mong muốn các trường học khác nên học tập trường Lê Hồng Phong để có thể đào tạo ra các thế hệ học sinh tài đức. Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được thành lập vào năm 1927 là một trong ba trường trung học đầu tiên được thành lập tại Sài Gòn. Đây là ngôi trường có bài dày thành tích về dạy và học. Năm 2017, trường đứng thứ hai trong top 100 trường trung học phổ thông trên toàn quốc có kết quả thi tuyển sinh đại học cao đẳng tốt nhất cả nước.